nay là Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Chúng con trân trọng kính mời Đức cha tiến đến tòa giảng. Ta đang dâng thánh lễ cầu nguyện nơi một địa danh rất đặc biệt. Địa danh này đã từng được sáp nhập vào nước Đại Việt vào năm 1306 thời vua Trần Nhân Tông, và việc sáp nhập này gắn đó với một biến cố, một mối tình, một đám cưới đặc biệt của Huyền Trân công chúa và vua nước Chiêm Chế Mân. Do cưới được Huyền Trân công chúa, vua nước Chiêm tặng nước Đại Việt hai ô, hai châu là Châu Ô và Châu Lý, sau được đổi thành Châu Thuận, Châu Hoa. Chúng ta đang cầu nguyện nơi đây ở một địa danh đặc biệt. Vua Gia Long lên ngôi năm 1802, xưng vương và đặt quốc hiệu là Việt Nam, chọn đất này là kinh đô. Chúng ta cũng đang cầu nguyện nơi đây một địa danh với lịch sử tôn giáo đặc biệt, và năm lần tòa thánh san định để giáo phận này mang năm tên khác nhau lần lượt: giáo phận Đàng Trong, Đông Đàng Trong, Bắc Đàng Trong, và đến năm 1924 giáo phận Huế, và năm 1960 khi tòa thánh nâng giáo hội Việt Nam lên ba giáo tỉnh, trong đó có giáo tỉnh Huế, và Huế trở thành tổng giáo phận. Chúng ta cầu nguyện dâng thánh lễ này với một ý nghĩa đặc biệt, một ý nghĩa mang tính lịch sử. Ngày 21 tháng 9, lễ thánh tông đồ Matthew, Đức Thánh Cha Francisco đã ban sắc bổ nhiệm Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân làm tổng giám mục phó tổng giáo phận Huế của chúng ta. Mừng biến cố này, hôm nay chúng ta có sự hiện diện của quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cộng đoàn đông đảo, với đại diện của tất cả các thành phần trong tổng giáo phận và của các giáo phận liên hệ với Đức Tân Tổng Giám Mục. Chúng ta mừng thánh lễ này, cầu nguyện cho Đức Tân Tổng Giám Mục để từ nay Ngài khởi đầu sứ vụ bên cạnh Đức Tổng Giám Mục chính Giuse, cùng với sự hiện diện của hai đức nguyên tổng giám mục Stefano và Francisco Xavier. Mời anh chị em hướng lên với sứ điệp lời Chúa để chiêm ngắm Đức Trinh Mẫu đầy ân phúc Maria La Vang, và chúng ta chiêm ngắm mẹ với đặc trưng mẹ là tấm gương soi cho giáo hội, là tấm gương soi cho giáo hội, vì khi chúng ta nhìn vào, chiêm ngắm vào mẹ, chúng ta khám phá giáo hội, chúng ta khám phá sứ mệnh cứu thế Chúa ủy thác cho giáo hội, và chúng ta khám phá ra ý nghĩa vai trò của Đức Tân Tổng Giám Mục Du
chiêm ngắm mẹ Maria vội vã lên đường. Thái độ của mẹ được diễn tả bằng đôi nét mà diễn tả và làm xúc động cái nỗi ao ước và sự ấp ủ mục vụ của bốn đức tổng của giáo phận nhà chúng ta. Đức tổng Stefano mong đợi công việc của ngài và sự công tác của toàn giáo phận làm sao để cho trần gian được sống. Đức tổng Francisco Xavier muốn khiêm tốn như một người phục vụ. Đức tổng Giuse tổng giám mục chính toàn đương nhiên ngài muốn cho mọi người thực hiện được nỗi niềm của Giêsu trong bữa tiệc thánh, tin cho họ nên một. Và hôm nay đức tổng tân tổng giám mục Giuse mời gọi chúng ta lên đường đến với muôn dân. Vậy mẹ Maria, tấm gương soi của giáo hội, chúng ta thấy mẹ đã vội vã lên đường đến với gia đình cụ ông cụ bà Zakaria để quy tụ nhà này nên một, để mẹ là người phục vụ giúp cho người mẹ đã cao tuổi trong chương trình thương yêu của Chúa cho bà được cưu mo mang một người con. Mẹ giúp bà những tháng ngày cho đến khi bà đã cho chào đời một người con sau này là đấng tiền ô của Chúa cứu thế. Chúng ta còn thấy đức mẹ vội vã lên đường không phải là mang tay trắng, đã mang tâm tình của một người phục vụ, mà mẹ còn mang đặc biệt Chúa Giêsu trong lòng mẹ. Và nơi mẹ đã được đón nhận ngôi hai nhập thể, chúng ta không thể quên được lời tổng lãnh Gabriel nói với mẹ: Thánh Thần Chúa đầy tràn trên cô, để với sự công tác của mẹ và quyền năng Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần mầu nhiệm ngôi hai nhập thể trong lòng mẹ. Mẹ mang con Thiên Chúa nhập thể trong lòng và là người đầy Thánh Thần vội vã lên đường. Điều này chúng ta thấy được mẹ thật sự là tấm gương soi cho giáo hội, vì giáo hội của Chúa Kitô có một đặc trưng là tiếp nối thời cựu ước để với Chúa Giêsu phục sinh và nhất từ Chúa Giêsu phục sinh Thánh Thần để lên đường. Khi Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, người tuyên bố mọi sự đã hoàn tất, người gục đầu xuống và người trút thần khí. Khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, tìm lại các tông đồ, người thổi hơi trên các ông: các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Và từ giây phút này, các thánh tông đồ nhận cùng một hơi thở của đấng chịu đóng đinh và của đấng phục sinh là Thánh Thần, để các ngài bắt đầu sứ vụ của mình, tức là bắt đầu thời đại mà như Thánh Phaolô đã nói trong thơ gửi tín hữu Do Thái: thuở xưa nhiều lần nhiều cách Thiên Chúa phán dạy cha ông qua các tiên tri, đến thời sau hết, tức là những ngày này, ngày của chúng ta đây, ngày của giáo hội đây, ngày của tân ước đây, Thiên Chúa phán dạy qua con một, chính con của người. Thiên Chúa qua con của người, đấng tuyệt đối vô hình nay trở nên hữu hình nơi đấng là con, để người nhập thể chết trên thập giá sống lại, ban Thánh Thần làm nên giáo hội, làm nên công đoàn giáo hội với nhóm 12 các tông đồ là nền tảng. Bởi vậy khi các thánh tông đồ tiếp nối
thế của Chúa Kitô. Giáo hội mang trong lòng thánh thần của Chúa Kitô đấng chết trên thập giá đã ban và của đấng phục sinh đã thổi hơi trên các ngài. Nên thánh tông đồ Phêrô và Gioan quả quyết với toàn dân, với công nghị Do Thái rằng thánh thần và chúng tôi làm chứng. Cái chứng của các tông đồ không phải là của cá nhân, không phải là của riêng những người đã thấy tận mắt nhân loại, mà còn là thánh thần. Để thánh thần là nền tảng vững vàng các thánh tông đồ, thánh thần và chúng tôi làm chứng. Vậy sứ mệnh làm chứng rong ruổi của các thánh tông đồ được thực hiện qua hai phương diện. Một là như Phêrô nói với công đoàn, chúng tôi phải chuyên chăm cầu nguyện và phục vụ lời. Các thánh tông đồ có nghĩa vụ để công bố lời, rao truyền lời, phục vụ lời, lời của Thiên Chúa, lời đem lại sự sống đời đời, lời mà đã nhận từ nơi Chúa Giêsu mà Ngài nói: Thầy nghe nơi Cha và truyền lại cho các con lời Giêsu. Như vậy, trong các tông đồ có lời Chúa đặc biệt. Thuở xưa lời Thiên Chúa phán dạy qua các tiên tri, bây giờ với giáo hội mang trong lòng mình lời làm người, môi lời đã làm người, môi lời hữu hình mà các ngài nói. Chúng tôi đã thấy tận mắt, đã nghe lời người tận tai, chúng tôi sờ đụng vào người, chúng tôi làm chứng để niềm vui của chúng tôi được truyền sang anh em và tất cả chúng ta được ơn sự sống đời đời. Bên cạnh lời, các thánh tông đồ còn cử hành các bí tích. Vì tất cả những ai nghe lời các thánh tông đồ rao giảng, họ tin vào Chúa Giêsu Kitô và họ nhận phép rửa, phép thánh tẩy để họ nên con cái Thiên Chúa và nên con cái của giáo hội. Và giáo lý tông truyền hội thánh dạy rằng khi Chúa phục sinh tuân đổ Chúa Thánh Thần thì Chúa Kitô phục sinh hiện diện một cách mới, và Chúa Giêsu Kitô phục sinh hoạt động bằng cách mới là qua các bí tích. Và như vậy các bí tích ban cho nhân loại đó chính là Chúa Giêsu Kitô phục sinh nguồn sống đến cho các tâm hồn. Và hai phương diện lời Chúa và các bí tích đi đôi với nhau. Lời làm nên bí tích như chúng ta từng nghe hàng ngày. Lời Chúa truyền, này là bình thầy, này là chén máu thầy. Lời làm nên bí tích. Và bí tích cử hành mệnh lệnh thầy truyền, chứ không phải là ý riêng của giáo hội. Vì khi cử hành bí tích thánh tẩy, giáo hội lặp lại, các con hay đi loan báo tin mừng khắp muôn dân, rửa tội cho nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy đi và hãy ban phép rửa. Lời Chúa và các bí tích là nguồn sống từ ban đầu, bắt nguồn từ Chúa Kitô chết và sống lại, trải ra trong thời gian đến tận thế vẫn một nguồn sống ấy. Và giáo hội trung thành với sứ vụ phục vụ lời và cử hành các bí tích để đem sự sống đời đời, tức là sự sống của Chúa phục sinh, tức là sự sống của ba ngôi Thiên Chúa cho chúng ta. Hôm nay Đức Tổng Giám mục Phó Giuse đến với giáo phận nhà chúng ta với niềm ước mong Adventus đến với muôn dân, đến với mọi người. Ngài sẽ cùng đi vào với cái tâm thế và sức mạnh của Tổng Giáo phận Huế. Ngài ở đây cùng với 12 các đức giám mục quê quán bản hương tại Tổng Giáo phủ Huế này. Ngài đến đây để tiếp nối trong 17 đấng tòa thánh đã bổ nhiệm làm giám mục và giám quản, và Ngài là người thứ
người trở thành một công tác viên thật gần gũi như một với Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục chính tòa của giáo phận nhà của chúng ta, và cùng kết hợp với sự hiện diện của hai Đức Nguyên Tổng Giám mục, để người sẽ đi vào trong truyền thống về đức tin rất hào hùng, trung tín của một tổng giáo phận với rất nhiều các đấng, các thánh tử đạo. Chúng ta không thể quên được linh mục tử đạo đầu tiên Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, bản hương, đồng hương của chúng ta, và rất nhiều các vị thánh khác. Chúng ta cũng không thể quên được hình ảnh một vị tử đạo rất trải qua khổ đau nặng nề như Đức cha Mark Sanju, rất nặng nề, người ta cho ngài nằm trong cái cũi, đưa từ gia đình về đây để xử tử ngài, coi ngài, xin lỗi, như một con vật trong cái cũi để về đây người ta xử tử ngài. Và như thế Đức Tân Tổng Giám mục cùng với mọi thành phần trong Tổng Giáo phận nhà, chúng ta đều hướng lên Đức Mẹ La Vang, là Đức đã đến với chúng ta, với con cái của Tổng Giáo phận này 225 năm trước, năm 798, miền đất La Vang. Mẹ đã an ủi các con cái của mẹ, và các con cái của mẹ như lời phụng vụ lời Chúa nhắc tới, con cái của mẹ xác tín rằng những người sáng giá thì luôn luôn là phải trải qua thử thách ô nhục, và xác tín rằng không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, bất cứ kể cả cái chết, để trong Đức Kitô phục sinh các ngài tìm được sự sống muôn đời. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Tân Tổng Giám mục, cho Đức Tổng Giám mục chính tòa, quý Đức Nguyên Tổng Giám mục. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, từ quý cha đến các tu sĩ nam nữ và mọi thành phần trong Tổng Giáo phận, và cho quý khách đến tham dự ngày hôm nay được chiêm ngắm Đức Mẹ, thấy nơi mẹ là tấm gương soi